Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Hữu Dương. Hiện tại tôi đang công tác và làm việc tại công ty cổ phần và quản lý tòa nhà PMC. Một năm vừa qua, với bao sự cố gắng và quyết tâm, tất cả các cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty nói chung và bản thân tôi nói riêng đã cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với tất cả phương châm và mong muốn vừa lòng khách hàng, với phương châm cố gắng và phấn đấu hơn nữa để không phụ sự giao phó của ban lãnh đạo công ty. Để đạt được những thành tích đó, tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của công ty đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia các khóa học và đào tạo để nâng cao kỹ năng làm việc như Kaizen và lớp học tiếng Anh. Bước sang năm mới, tôi mong muốn được công ty tạo điều kiện hơn để tôi được nâng cao tay nghề và được cống hiến nhiều hơn cho công ty. Sang năm mới, con xin chúc cha mẹ và anh chị có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn hơn. Tôi xin chúc toàn thể công ty gặt hái được nhiều thành công hơn năm cũ và PMC luôn là sự lựa chọn số 1 của khách hàng. Chúc mừng năm mới!